trời mưa cho nên là xe bưu điện đến hơi trễ nha cả nhà ơi. Và đây là lộc ngày mưa của em đây. Là lộc ngày 9 tháng 10 năm 2020 nha. Là lộc cuối tuần ngày thứ 6 rồi ạ. À, đây và xe bưu điện nhé, lấy nhà nha. Hiện có em đang vận chuyển ra đây. Hàng đang vận chuyển ra đây ạ. Hôm nay thì trời mưa cho nên là cái khâu đóng hàng cũng hơi bị trễ xíu. Rồi đây, lộc ngày mưa của em nha. Bề bộn quá. Tối thui rồi vẫn còn tranh thủ làm nha cả nhà. Vẫn còn tranh thủ làm để kịp giao chuyến chiều cho khách nha. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách nha. Ngày nào em cũng khoe lọc hết đây cả nhà. Ngày nào em cũng khoe lọc của em hết. Rồi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông trong suốt thời gian qua nha. Và em sẽ hứa là sẽ cố gắng giao hàng một cách tốt nhất đến quý khách ạ. Xin cảm ơn ạ.